chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Toyota và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một tình huống cực kỳ khẩn cấp và cần thiết trong đời sống hàng ngày. Đó là làm cách nào để chúng ta có thể thoát được ra chiếc ô tô khi mà nó không may bị rơi xuống nước. Đó là một sau mọi những cái vụ việc rất là thương tâm xảy ra thì hôm nay mình muốn làm một cái clip để chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Làm cách nào để chúng ta có thể thoát được ra khỏi chiếc ô tô khi nó không may bị rơi xuống nước. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách nhé. Khi chiếc xe ô tô nó rơi xuống nước á, thì nó sẽ không có chìm ngay mà vẫn còn một khoảng thời gian nhỏ, chừng vài giây để chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài thưa các bạn. Vì vậy, yếu tố quyết định thế nào để quyết định đến sự sống còn trong tình huống này? Theo tôi, đó gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cái thứ hai là phải xử lý cực kỳ chính xác. Và cái thứ ba đó là tốc độ của việc chúng ta xử lý như thế nào. 3 yếu tố đó: sự bình tĩnh, sự chính xác và tốc độ trong việc xử lý tình huống. Video sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 bước cơ bản để chúng ta có thể thoát nạn trong tình huống khẩn cấp. Nào, sau đây sẽ là chi tiết 5 bước mà chúng ta cần thực hiện. Ok các bạn, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước để chúng ta có thể thoát ra khi ô tô của mình không may bị chìm. Thì cái việc đầu tiên, khi mà các bạn nhận thức được cái xe mình nó đang lao xuống nước và không có cách nào cứu vãn được nữa, thì việc đầu tiên đó bạn phải bình tĩnh và bảo vệ mình để tránh những cái va đập. Thì cái cách đó là như thế nào? Đó là bạn phải bảo vệ mình bằng cách bắt chéo tay. Đây các bạn, lấy tay trái để ôm vai phải và tay phải ôm vai trái. Thì các bạn bảo vệ mình để tránh các cái va đập làm cho mình bị tổn thương và có thể gây bất tỉnh. Thì mình phải bảo vệ mình bằng cách, đây các bạn, ôm ngực lại và cúi đầu xuống. Ôm ngực lại và cúi đầu xuống. Đấy, và tất cả mọi người ngồi trên xe chúng ta đều phải nên làm như vậy. Bước thứ hai, sau khi cái xe của mình đã vừa rơi xuống nước rồi, cái xe của mình nó đã rớt xuống mặt nước, thì nó sẽ không chìm ngay mà nó có một khoảng thời gian nhỏ để chúng ta có thể có cơ hội thoát ra. Thì bước thứ hai là mình phải nhanh chóng tháo dây đai an toàn. Các bạn nhanh chóng tháo dây đai an toàn của mình. Đây, đây các bạn, cách tháo dây đai an toàn là chúng ta nhấn vào cái nút đẩy đỏ đây và nhanh chóng tháo dây đai an toàn của mình ra. Ok, sau khi chúng ta tháo dây đai an toàn của mình thì nếu mà trên xe có những người già yếu hoặc là trẻ con thì mình sẽ lưu ý và tháo luôn dây đai an toàn của những người đi xung quanh, những người không may bị bất tỉnh hay là con nít không có thể tự tháo được thì mình nhanh chóng tháo dây đai an toàn của những người đó ra nha các bạn. Đó là xong bước thứ hai. Bây giờ sẽ là bước thứ ba, nó cực kỳ quan trọng thưa các bạn. Bước thứ ba là các bạn phải nhanh chóng hạ cửa sổ xuống. Đây các bạn, phải nhanh chóng hạ tất cả cửa sổ xe xuống. Các bạn lưu ý là hạ cửa sổ xe nha các bạn. Đây, hãy hạ cửa sổ xe xuống. Đây, nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống mà không nên cố gắng mở cửa xe. Không được mở cửa xe. Lưu ý này cực kỳ quan trọng là các bạn không được mở cửa xe mà hãy nhanh chóng hạ cửa sổ xuống. Hoặc là mở cửa sổ trời. Nếu như xe có trang bị cửa sổ trời thì các bạn nhanh chóng mở cửa sổ trời. Còn nếu xe không có trang bị cửa sổ trời thì mình nhanh chóng mở các cái cửa sổ xe xuống. Vì sao chúng ta không nên mở cửa xe? Bởi vì thứ nhất, khi cái xe mình rớt xuống nước á thì cái cửa này nó bị áp lực nước ở bên ngoài đè, cho nên rất khó để chúng ta có thể mở cửa được. Chúng ta sẽ không mở cửa được hoặc là rất khó mở. Mà cái thứ hai, khi mà chúng ta mở cửa xe á thì nước ở bên ngoài nó sẽ nhanh chóng tràn vào làm cho chiếc xe của chúng ta chìm nhanh hơn. Đấy, cho nên chúng ta không được mở cửa xe mà chúng ta mở cửa sổ xuống. Lưu ý nhé các bạn, đó là bước thứ ba. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta không mở được cửa sổ thì sao? Trong trường hợp mà rớt xuống nước và hệ thống điện bị hư và chúng ta không thể nào hạ cửa sổ xe xuống được thì chúng ta chỉ còn cách là phá cửa sổ. Và các bạn lưu ý, cái lưu ý đầu tiên để chúng ta phá cửa sổ xe là chúng ta không được phá kính này. Không phải là không được mà chúng ta không nên phá kính này, không nên phá kính lái các bạn. Chúng ta không nên phá kính lái bởi vì kính lái rất là bền và chúng ta rất khó để phá được cái kính lái này. Mà chúng ta hãy phá cái cửa sổ bên cạnh, cái cửa bên cạnh nha các bạn. Có 3 cách để chúng ta có thể phá được cái cửa này. Cách thứ nhất là chúng ta dùng chân
Thứ nhất là chúng ta dùng chân đạp vào cái kính. Đây các bạn. Cách thứ nhất là chúng ta dùng chân và đạp vào kính. Các bạn dùng chân đạp vào kính, đạp mạnh vào kính và đạp vào cái đỉnh kính này các bạn. Chúng ta hãy dùng chân đạp mạnh vào đỉnh kính. Lưu ý là chúng ta sẽ đạp vào phần trên của cái kính này, nó sẽ dễ vỡ hơn này các bạn. Dùng chân và đạp mạnh vào, đạp thật mạnh vào nha các bạn, mạnh vào cho nó vỡ cái kính này ra. Cách thứ hai, khi nếu chúng ta dùng chân mà không đạp được vỡ kính á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tựa đầu. Đây các bạn, sử dụng các vật nhọn cứng. Và trong xe của mình thì cái tựa đầu là cái vật nhọn và cứng đây. Mình sẽ tháo cái tựa đầu này ra. Đây, tháo cái tựa đầu này ra nha các bạn. Và dùng cái tựa đầu này đập vào kính đây. Đây, đập vào kính. Đây, chúng ta sẽ đập mạnh vào. Đập mạnh vào kính. Và cái vị trí đập là chúng ta sẽ đập vào cái phần chân kính này các bạn. Cái phần tiếp giáp giữa cái phần kính và cái cửa. Chúng ta đập mạnh vào cái chân kính này, dùng hết sức đập mạnh vào này, nó sẽ vỡ các bạn, nó sẽ vỡ. Vì sao chúng ta lại đập ở phần này và chúng ta không đập phần này? Vì ở chỗ này nó sẽ dễ vỡ hơn là trên này nha các bạn. Lưu ý là dùng cái tựa đầu này đập mạnh vào đây để làm vỡ kính. Cách chúng ta tháo cái tựa đầu này ra đó là ở đây có một cái nút nhấn và chúng ta sẽ dùng một tay nắm vào cái tựa đầu như thế này đây và một tay bóp vào cái nút khóa này, bóp lại và rút ra nha các bạn. Cách thứ ba để chúng ta phá cái cửa kính này đó là khi các bạn trang bị một cái búa thoát hiểm thưa các bạn, cái búa thoát hiểm hoặc là dụng cụ để phá cửa thì thường là chúng ta nên trang bị một cái búa thoát hiểm để có thể phá được cái kính này nha các bạn. Chúng ta nên trang bị một cái búa thoát hiểm. Ngoài ra thì cái búa thoát hiểm hoặc là cái dụng cụ phá kính còn có thể là cắt cái gia đan an toàn khi các bạn không thể nào tháo được gia đan an toàn. Trên đây thì mình vừa chỉ cho các bạn ba cách để chúng ta phá cái cửa ra rồi. Rồi bây giờ bước thứ tư đó là chúng ta nhanh chóng thoát ra ngoài thưa các bạn. Và đầu tiên các bạn phải hít một hơi thật sâu và sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài qua đường cửa sổ như thế này đây. Chúng ta sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài cửa sổ đây, thưa các bạn. Chúng ta chỉ có khoảng vài giây để thực hiện tất cả những cái thao tác trên thôi thưa các bạn, bởi vì thời gian cái xe ô tô nó chìm rất là nhanh. Chúng ta chỉ có khoảng 5 giây để làm những việc trên, đó là tháo dây đai an toàn, hạ ngay cửa sổ xuống và thoát ra ngoài thưa các bạn. Hít một hơi thật sâu và thoát ra ngoài. Ok, bước tiếp theo mình muốn nói với các bạn đó là sau khi chúng ta thoát ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng bơi lên trên. Nếu cái xe đã chìm thì nhanh chóng bơi lên phía trên mặt nước. Đó là khi chúng ta phải biết bơi, tất nhiên rồi chúng ta phải biết bơi thì chúng ta mới bơi được. Vì vậy các bạn hãy học bơi nhé. Chúng ta phải bơi lên mặt nước và chúng ta hãy nhìn thấy cái lưu ý ở đây là gì. Cái lưu ý ở đây là chúng ta nhìn thấy nơi nào có ánh sáng và chúng ta bơi lên đó. Khi mà thường thì ở dưới nước thì nó tối và mình sẽ nhìn thấy ánh sáng phía trên và mình bơi về hướng có ánh sáng. Và lưu ý tránh các cái vật cứng nhọn, như là ví dụ như khi mà rơi xuống thì có thể bị dòng nước cuốn vào các cái trụ cầu chẳng hạn và các cái tảng đá. Ok các bạn, trên đây thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta thoát ra ngoài khi mà xe không may bị chìm. Nào chúng ta cùng tóm tắt lại các bước nhé. Bước đầu tiên đó là hãy bảo vệ mình khi cái xe bị rơi xuống và tránh được các va đập gây chấn thương. Bước thứ hai là nhanh chóng tháo dây đai an toàn hoặc là cắt dây đai an toàn. Nếu cái dây đai không thể tháo được thì chúng ta phải cắt dây đai an toàn. Bước thứ ba là nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống. Và nếu trong trường hợp cửa sổ không thể hạ xuống thì chúng ta phải đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài. Và lưu ý quan trọng ở đây là không nên mở cửa xe để tránh nước tràn vào trong, mà chúng ta hãy mở cửa sổ hoặc là cửa sổ trời nếu như xe được trang bị của cửa sổ trời thưa các bạn. Bước thứ tư là gì? Đó là chúng ta thoát ra ngoài qua cửa sổ. Và bước thứ năm là chúng ta nhanh chóng bơi lên phía trên, bơi lên khỏi mặt nước và tìm sự hỗ trợ. Hoặc là chúng ta có thể, nếu chúng ta biết bơi thì chúng ta có thể bơi vào bờ. Đó là năm bước cơ bản để chúng ta có thể thoát ra khỏi xe khi chúng ta không may gặp tai nạn, cái xe bị rơi xuống nước thưa các bạn. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về những cái việc mình cần chuẩn bị để tránh các cái tình huống xấu có thể xảy ra. Thứ nhất là chúng ta hãy luôn
lái xe một cách an toàn nhất có thể để tránh được các tai nạn đáng tiếc. Và nên tập trung vào việc lái xe, thưa các bạn. Khi chúng ta lái xe thì hãy tập trung vào việc lái xe, đừng mãi nghịch điện thoại, nói chuyện điện thoại hay là chúng ta lơ đãng để tránh tình huống bị không may xảy ra. Cái thứ hai là không nên uống rượu bia khi chúng ta điều khiển xe, sẽ gây mất an toàn. Và điều tiếp theo nữa là mình muốn khuyên với các bạn hãy trang bị trong xe một cái búa thoát hiểm và dụng cụ để cắt dây an toàn. Đấy, chúng ta hãy trang bị những dụng cụ cứu hộ. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng, đó là hãy đi học bơi. Hãy học bơi vì ngoài cái việc lái xe ra thì học bơi rất tốt cho sức khỏe và có thể giúp cho các bạn sống sót trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Ok, trên đây là những cái lưu ý của mình, những cái sự chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và cảm ơn các quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like hoặc để lại comment ở bên dưới và đăng ký kênh của mình, cũng như bấm nút chuông bên cạnh để theo dõi các video tiếp theo. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn và không bao giờ phải đối mặt với tình huống như mình hướng dẫn. Ok, cảm ơn các bạn, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.